Trong video đầu tiên về phần lý thuyết đồ thị này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn các cái khái niệm cơ bản trên đồ thị nhé. Ở đây mình sẽ không đưa ra hết tất cả các cái lý thuyết mà mình cần phải học, các cái định nghĩa mà mình cần phải học đâu, mà mình chỉ đưa ra các cái lý thuyết để các bạn nắm được đồ thị là gì và có thể code được các cái thuật toán ở đằng sau thôi, tiếp các cái bài tiếp theo ấy. Còn khi mà mình động đến những cái kiến thức khó hơn ấy, hay là những cái định nghĩa mới, thì mình sẽ có những cái video mới về cái phần đó, thì lúc đó mình sẽ học nó cũng thoải mái. Còn nếu mà mình đưa tất cả các cái lý thuyết cơ bản về phần lý thuyết đồ thị vào đây thì các bạn sẽ, tức là mình học vẹt, mình không 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 ứng dụng ngay thì nó sẽ dễ quên, thành ra là mình chỉ cung cấp các kiến thức đủ để các bạn có thể code được các cái thuật toán tiếp theo thôi. Sau đó thì khi mà học thêm các cái phần nào có định nghĩa mới thì mình sẽ bổ sung sau. Ok, thì cái phần lý thuyết đồ thị này là một cái phần tương đối là quan trọng ở trong toán rời rạc hoặc là trong môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật, đúng không? Ở trong series này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn các cái lớp thuật toán ở trên cái lý thuyết đồ thị tương đối là đầy đủ đấy. Ok rồi, vậy thì đầu tiên mình sẽ làm quen với cái đồ thị là gì nhá. Các bạn có thể thấy cái hình dạng của đồ thị rất là nhiều. Cái đồ thị ở đây nó khác với cái đồ thị mà các bạn học ở trong môn 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 đại số nhá. Ok, toàn trong môn toán đấy. Ok, cái đồ thị ở đây thì nó bao gồm đỉnh và cạnh đấy. Mà đỉnh và cạnh ví dụ như là một cái mạng máy tính này, hoặc là một cái bản đồ mà nó có đường nối giữa các cái thành phố với nhau ấy, đấy thì nó cũng là một cái hình dạng của một cái đồ thị. À, các cái hình dạng ở trên thực tế, hay là các cái bạn bè trên Facebook, ví dụ như là bạn A có bạn bè với B chẳng hạn, thì khi đó A với B là hai cái nốt, hai cái đỉnh. Thế còn cái quan hệ bạn bè giữa A với B nó là một cái cạnh. Các bạn có thể tưởng tượng như thế. Vậy thì mình sẽ làm quen với cái lý thuyết đầu tiên về cái thằng đồ thị này nhá, nó chính là cái đơn đồ thị vô hướng. Ok, đơn đồ thị vô hướng ấy, tức là cái đồ thị thông thường, đồ thị thì người ta hay ký hiệu bằng chữ G nhá, viết tắt của từ graph ấy. Ok, thì người ta hay cho nó bằng tập V và E, trong đó V tức là tập đỉnh, vertex. Ok, thế còn E là tập cạnh, edge. Ok, đó, thành ra là người ta hay ký hiệu cái đồ thị là G bằng VE, V là tập đỉnh, vertex. Ok, còn E là tập tập cạnh. Thế còn cái thằng đơn đồ thị vô hướng này, vô hướng tức là giữa hai cái cạnh, xin lỗi, cái cạnh của nối giữa hai cái đỉnh ấy nó không có hướng thì người ta gọi là vô hướng. Ok, thế còn đơn ở đây ấy, tức là giữa hai đỉnh ấy nó có nhiều nhất là một cạnh thôi. Đó, thì người ta gọi là đơn đồ thị vô hướng, bởi vì giữa hai đỉnh nếu mà nó có tồn tại thêm nhiều cạnh khác nhau ấy thì khi đó nó gọi là đa đồ thị rồi. Ok, vậy thì đơn đồ thị vô hướng thì các bạn chú ý cho đấy chính là các cái cặp cạnh của nó ấy, để chờ nó không có thứ tự. Thứ nhất là nó không có thứ tự. Đây bạn thấy là ví dụ như cái cạnh giữa A với B này này thì nó không có hướng, nó không có hướng từ A sang B hay là từ B sang A, nó như là cái đường hai chiều ấy, bạn có thể đi từ A sang B mà cũng có thể đi từ B sang A. Thế còn nếu mà nó có hướng thì khi đó nó lại là đường một chiều. Ok, thế còn cái đơn ấy thì có nghĩa là ví dụ giữa A với B nó chỉ có một cạnh thôi chứ nó không thể có hai cạnh đó. Thì đấy đấy chính là cái định nghĩa đầu tiên của đồ thị nhá, đấy chính là đơn đồ thị vô hướng. Vậy thì nói chung là các bạn chỉ cần nhớ đồ thị ấy, thì nó bao gồm hai phần chính, đấy chính là đỉnh và cạnh. Ok, đỉnh và cạnh đó. Ok, ví dụ như đây là một cái đồ thị này, đơn đồ thị vô hướng có 7 đỉnh A, B, C, D, E, F, G, đúng không? Và 8 cạnh, cạnh AB này, cạnh AC này, cạnh BC, AD, CE, DE, DF và FG. Ok, cạnh AD hoặc là bạn gọi là cạnh DA cũng được nhé, bởi vì trên đơn đồ thị vô hướng ấy thì cái việc mà cạnh từ A đến D hay là cạnh từ D đến A nó là một. Ok. Đó. Thì đấy chính là định nghĩa đầu tiên nhé, rất là đơn giản đúng không? Một cái đồ thị mà được coi là đơn đồ thị vô hướng đó, nó bao gồm các cái đỉnh và cạnh, trong đó các cái cạnh thì nó sẽ là cạnh đơn. Ok, và nó không có hướng. Giữa hai đỉnh thì tồn tại nhiều nhất là một cạnh. Ok rồi, sang cái định nghĩa thứ hai, nó ngược với cái thằng đơn đồ thị này nhá, thì nó là đa đồ thị đấy. Thì cái thằng đa đồ thị này vô hướng nhá, thì nó vẫn làm sao nhỉ, nó vẫn bao gồm các cái tập đỉnh và tập cạnh, nhưng mà ở đây ấy, giữa hai đỉnh ấy nó có thể tồn tại nhiều cạnh. Ví dụ như là thằng giữa A và D bạn thấy nó tồn tại hai cạnh này, đúng không đấy, hay là giữa F với G thì nó cũng tồn tại hai cạnh này, giữa D với E nó tồn tại ba cạnh, giữa A với B thì nó tồn tại hai cạnh, được chưa? Đó, thì cái cạnh E1 và cạnh E2 này này, nếu mà nó chung cùng một cái cặp đỉnh, ví dụ như trong trường hợp này cái cạnh E1 và cạnh E2 của bạn nó chung một cái cặp đỉnh là F với G ấy, thì người ta gọi là cạnh bội. Thực ra thì các bạn không cần nhớ cạnh bội là gì cũng được, chỉ cần nhớ đấy chính là đa đồ thị thì giữa hai đỉnh nó có thể tồn tại nhiều cái cạnh. Ok đó, và tất nhiên ở đây là vô hướng nhá, vẫn chưa có hướng đúng không, thành ra là giữa hai cái đỉnh đấy cái cạnh nó sẽ không có hướng đâu. Ok, nó không có thứ tự. Vậy thì các bạn đã học được hai cái định nghĩa đầu tiên về đồ thị, đấy chính là đơn đồ thị vô hướng và đa đồ thị vô hướng. Hai thằng này đều là vô hướng nhé, tức là các cái cạnh không có thứ tự. Thế còn đơn
thì có nghĩa là giữa hai đỉnh tồn tại nhiều nhất một cạnh, và đa thì có nghĩa là giữa hai đỉnh có thể tồn tại nhiều hơn một cạnh. Thế thôi, rất đơn giản đúng không? Ok, đó. Thì đây chính là một cái đa đồ thị gồm 8 đỉnh như lúc nãy, nhưng mà giữa các cái đỉnh nó có thể thêm có nhiều cạnh. Vậy thì bạn thấy là gì nhỉ? Đồ thị đầu tiên nó sẽ chia làm hai loại, đấy chính là đơn đồ thị và đa đồ thị. Đấy. Ok, đó. Ở đây mình mới nói đến vô hướng rồi nhá, tí nữa mình sẽ đề cập đến có hướng sau. Sau khi mà mình đã học được đơn đồ thị và đa đồ thị rồi thì nó sẽ sang một cái kiến thức khác mà người ta gọi là giả đồ thị vô hướng. Ok, đó, giả đồ thị vô hướng. Thì cái thằng giả đồ thị này này, nó có một cái điều khác biệt với cái thằng đa đồ thị ở trên. Đấy chính là giữa cái cạnh ấy, cái cạnh nối giữa hai cái đỉnh ấy, thì hai cái đỉnh đấy không nhất thiết phải khác nhau. Ở trong cái đơn đồ thị vô hướng với cái đa đồ thị vô hướng này này, được chưa? Thì hai cái đỉnh của một cạnh ấy nó phải khác nhau. Đó, ví dụ như thế này. Bạn có đỉnh A này, đúng không? Nối với đỉnh B. Đó. Thì đây là một cái cạnh đúng không? Và hai cái đỉnh của cái cạnh này là cạnh A và cạnh đỉnh B và đỉnh A ấy, nó phải khác nhau. Ok? Nhưng mà đối với cái thằng giả đồ thị này này, thì cái cạnh của đồ thị nó có thể là hai cái đỉnh đấy nó có thể giống nhau, tức là cái cạnh đấy nó có thể bắt đầu từ A và nó cũng kết thúc ở A luôn như thế này luôn. Đó. Ok, thì trong trường hợp mà cái cạnh của các bạn ấy nó bắt đầu tại một đỉnh và nó kết thúc ngay ở cái đỉnh đấy thì người ta gọi cái cạnh đấy là cạnh khuyên. Ok, cạnh khuyên, và khi đó cái đồ thị của bạn ấy nó không còn là đa đồ thị nữa mà nó trở thành giả đồ thị. Ok, đây bạn thấy này. Cái đồ thị này nó nhìn nó vẫn là giống như đa đồ thị đúng không? Tức là giữa các cái đỉnh nó vẫn có thể tồn tại nhiều nhiều cạnh đúng không? Ok, nhưng mà bạn thấy là có thằng C này, thằng E, thằng H và thằng G ấy là ba cái đỉnh mà nó có khuyên. Tức là cái cạnh mà nó có đỉnh đầu và đỉnh cuối nó giống nhau ấy, đây này, nó chính là cạnh UU này này. À, ví dụ như thằng này này, khuyên này, khuyên này, khuyên. Vậy thì khi đó nó trở thành một cái giả đồ thị vô hướng. Nói chung cái giả đồ thị vô hướng này thì ít dùng, các bạn chỉ cần biết cái khái niệm của nó thôi. Ok. Vậy thì mình đã học được ba khái niệm, đấy chính là đơn đồ thị vô hướng, đa đồ thị vô hướng và giả đồ thị vô hướng, đúng không? Sự khác biệt giữa đa đồ thị vô hướng và giả đồ thị vô hướng đấy chính là hai cái đỉnh của một cạnh nó không nhất thiết phải khác nhau, đúng không? Và khi đó thì nếu mà cái cạnh mà nó có hai cái đỉnh đầu và đỉnh cuối nó giống nhau thì người ta gọi là khuyên. Ba cái màu đỏ này là khuyên. Ok. Vậy là mình đã học xong được ba cái khái niệm đầu tiên ở trên đồ thị nhá. Cái khái niệm tiếp theo ấy, đấy chính là cái khái niệm về có hướng. Ok, lúc nãy mình đã học là đơn đồ thị vô hướng rồi đúng không? Bây giờ mình có thêm một cái khái niệm nữa, đấy chính là đơn đồ thị có hướng. Thì nó vẫn bao gồm tập đỉnh và tập cạnh như thế này, đúng không? Nhưng mà bạn thấy là cái cạnh của mình ở đây ấy, nó sẽ có hướng. Ví dụ như cái cạnh AB thì nó sẽ là từ A sang B, A sang C, B sang C, hay là A sang D hay D sang A, sau đó là D sang C. Chứ nó không còn là hai hai chiều, đường hai chiều như lúc nãy nữa. Đúng không nhỉ? Đấy. Thì ở đây cái sự khác biệt giữa đơn đồ thị vô hướng và đơn đồ thị có hướng ấy, đấy chính là các cái cạnh của mình nó sẽ có thứ tự. Đấy, nó có thứ tự. Đấy. Và khi mà một cái cạnh mà nó có thứ tự thì người ta gọi là cung. Ok, đó. Ví dụ như thế này, nếu mà giữa A với B như thế này thì người ta gọi là cạnh đúng không? A nối với B như thế này người ta gọi là cạnh đúng không? Nhưng nếu mà A này mà nối với B mà nó có hướng như thế này ấy thì người ta cái gọi cái thằng AB này, cái cạnh AB này gọi là cung. Ok, đây là vô hướng nhá, còn đây là có hướng này. Đấy, vậy thì mình có thêm một cái khái niệm nữa, đấy chính là gì nhỉ? Đơn đồ thị có hướng. Đơn ở đây thì vẫn thì tương tự như ở trên thôi, đấy chính là giữa hai đỉnh thì nó tồn tại nhiều nhất là một cạnh. Ok. Rồi, vậy thì là mình sẽ xong một cái khái niệm nữa nhá, là cái thằng có hướng. Đấy, thì giữa các cái đỉnh nó sẽ có à, xin lỗi, giữa các cái cạnh của mình nó sẽ có thứ tự đấy, từ đỉnh nào cho tới đỉnh nào. Nó rõ ràng như thế. Ok. Nó tương tự như là một cái đường một chiều ấy, có thể đi từ A sang B nhưng mà chưa chắc đã đi từ được từ B sang A đúng không? Muốn đi từ B sang A lại phải có một cái đường khác. Ok. Rồi. Tiếp theo tương tự như vậy thôi thì nó có một cái khái niệm ở trên mình đã có đơn đồ thị vô hướng và đơn đồ thị có hướng rồi đúng không? Thì bây giờ nó lại có thêm đa đồ thị vô hướng và có thêm đa đồ thị có hướng nữa. Thì bạn thấy bây giờ ấy giữa các cái đỉnh của mình ấy nó có thể tồn tại các cái mà hai cái cạnh, các cái cạnh mà nó có cùng một cái cặp đỉnh, ví dụ như thằng D này sang A này thì bạn thấy là một cái đường này đúng không, hoặc là một cái đường khác này này, thì hai cái cạnh E1 và cái cạnh E2 này này cung thì chính xác hơn đúng không, thì bạn thấy là nó chung một cái đỉnh xuất phát từ D và kết thúc ở A. Ok, thì khi đó nó gọi là đa đồ thị có hướng.
nhá. Và hai cái thằng E1 và E2 là được gọi là cung lặp. Nói chung bạn cũng không cần biết cái khái niệm cung lặp đâu, nói chung là biết thì được mà không biết thì thôi. Ok, thì đây chính là một cái khái niệm về đa đồ thị có hướng nhá. Đó, thấy là đa đồ thị có hướng thì giữa hai đỉnh ấy nó sẽ có thể tồn tại nhiều các cái cạnh. Ok, các cái cung chứ, đúng không? Khác nhau. Đó. Rồi, thì đấy chính là cái khái niệm tiếp theo nhé, đấy chính là đa đồ thị có hướng. Vậy là mình đã học được 5 cái lý thuyết đơn đồ thị, đa đồ thị, đúng không? Sau đó thì một thằng thì là có hướng, còn một thằng là vô hướng. Và thứ nữa, cái khái niệm nữa đấy chính là giải đồ thị vô hướng. Vậy là mình đã học được 5 cái khái niệm, chưa có cái nào khó khăn cả, đúng không? Ok. Khái niệm tiếp theo ấy, đấy chính là cái khái niệm về đỉnh kề và cạnh liên thuộc. Khi mà nó có hai cái đỉnh mà nó kề với nhau như thế này này, đây, ví dụ như thằng A này, giả sử cái đỉnh A nó có đường nối đỉnh B ấy, thì người ta nói là hai cái đỉnh A và B này là hai cái đỉnh kề nhau nhá. Hai cái đỉnh kề nhau tức là nó sẽ có đường nối giữa đỉnh thứ nhất và đỉnh thứ hai. Đấy, thì người ta gọi là hai cái đỉnh kề nhau. Đây, họ có cái định nghĩa về đỉnh kề nhau đây. Hai cái đỉnh UV được gọi là hai đỉnh kề nhau nếu mà tồn tại cái cạnh E bằng UV là cạnh của đồ thị. Đấy. Ok. Ví dụ như trong trường hợp này cái thằng A với B là kề nhau này, A với C, A với D hoặc là B với C, C với E, D với F hoặc là A với F đều là những cái cạnh, đều là những cái đỉnh kề nhau bởi vì nó có đường nối giữa hai cái đỉnh đấy. Ok, nó tồn tại một cái cạnh nối giữa hai cái đỉnh đấy. Thế còn cái cạnh liên thuộc ấy, chưa? Ví dụ như mà mình vẽ thằng A với thằng B này thì khi đó người ta nói A với B là hai đỉnh kề nhau đúng không? Thế còn cái cạnh AB này thì người ta gọi là cái cạnh liên thuộc với hai cái đỉnh AB. Ok, đó, cũng rất là dễ hiểu đúng không? Đây cái cạnh liên thuộc này. Nếu mà cái cạnh E bằng UV, tức là bắt đầu từ đỉnh U và kết thúc ở đỉnh V ấy, là cạnh của đồ thị thì cạnh E được gọi là cạnh liên thuộc với hai đỉnh UV. Ok, đó, ví dụ như trong trường hợp này mình có đánh dấu màu đỏ cái cạnh AF này này, nó chính là cái cạnh liên thuộc với hai cái đỉnh A và F đấy. Hoặc là F với G thì cái cạnh FG này nó chính là cái cạnh liên thuộc với hai cái đỉnh F và G. Ok, vậy thì bạn biết thêm được một cái khái niệm nữa chính là đỉnh kề và cạnh liên thuộc. Ok. Rồi, cái khái niệm rất là quan trọng đấy chính là bậc của đỉnh ở trên đồ thị. Ok. Bậc của đỉnh ở trên đồ thị ấy, nó chính là cái số cạnh liên thuộc với cái đỉnh đó. Nhá. Đấy, ví dụ như mình có một cái đồ thị như thế này. A này, B này, C này và D. Đó. Thì khi mà người ta yêu cầu bạn tính bậc của các cái đỉnh ở trên đồ thị này này thì bạn phải hiểu đấy chính là cái bậc bậc thì người ta hay ký hiệu là chữ DEG, degree ấy. Ok. Nó sẽ là ví dụ như degree của U ấy nó sẽ là số cạnh liên thuộc với cái đỉnh U. Hay có thể hiểu nôm na đấy là chính là bạn đếm xem là từ đỉnh U đến nó có bao nhiêu cái cạnh đi ra các cái đỉnh khác ấy, đấy chính là bậc của đỉnh U. Nhưng mà chú ý nhé, cái khái niệm bậc của đỉnh này này thì nó chỉ áp dụng với cái đồ thị vô hướng thôi. Ok, tí nữa đồ thị có hướng thì mình sẽ có khái niệm khác nhé. Ví dụ như thằng A này nó sẽ có bậc là một bởi vì nó có một cạnh liên thuộc này, đúng không? Thằng B này nó có ba này, một hai ba. Đấy, thằng D này thì nó có một và thằng C này thì nó cũng có một, rất là dễ đúng không? Ok, hoặc là bạn có thể cho C sang E như thế này, rồi là C sang F như thế này, thì khi đó cái bậc của đỉnh C thì nó lại là một này, hai này, ba. Nói chung hiểu nôm na thì các bạn có thể đếm xem là từ thằng C đến nó có bao nhiêu cạnh đi ra các cái đỉnh khác, thì đấy chính là bậc của một cái đỉnh, đúng nhỉ? Ok, thế còn định nghĩa chính xác thì nó sẽ là cái số cạnh liên thuộc với cái đỉnh đó. Đó. Thì đấy chính là bậc của đỉnh nhá, người ta hay ký hiệu là DEG, degree. Ok. Đó. Và có một cái điều đặc biệt đấy chính là trong trường hợp mà cái đỉnh của bạn nó đứng một mình như thế này, ví dụ như thằng Y đứng một mình như thế này ấy, thì bậc của nó sẽ bằng bằng không đúng không? Bởi vì nó không có cái cạnh nào liên thuộc với nó, thì người ta gọi cái đỉnh Y này gọi là đỉnh đỉnh cô lập. Ok, cô lập. Thế còn các cái đỉnh mà nó có bán bậc à, có bậc vào là một, bậc là một ấy, ví dụ như đỉnh A, đỉnh D này, đỉnh F này, đỉnh E này thì người ta gọi là đỉnh treo. Ok. Đó. Ok nhỉ? Đây mình có ví dụ hai cái đỉnh mà đỉnh treo là đỉnh H với đỉnh G này, thế còn đỉnh cô lập là đỉnh Y. Đấy. Ở đây mình có chú thích các cái bậc của các cái đỉnh ở trên này. Bạn có thể tự tính xem thử vẽ một cái đồ thị ra. Cái này thì nó như kiểu là bạn đếm thôi, nó rất là dễ đúng không? Ok. Đó. Thì bạn thấy là gì nhỉ? Đối với cái đồ thị vô hướng nhá, mà nó có m cạnh ấy, thì khi đó tổng các cái bậc của các cái đỉnh ở trên đồ thị của mình nó sẽ bằng hai lần số cạnh. Đúng không?
Ok, ví dụ như cái đồ thị này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cạnh đúng không? Thì khi đó tổng bậc của tất cả các đỉnh trên đồ thị này nó sẽ bằng 20, đúng không? 2 cộng 3 là 5, 5 cộng 3 là 8, 8, 10 này, 18 này, 2 là 20 đúng không? Bởi vì là bạn thấy là cứ mỗi cái cạnh ấy thì nó là đường nối giữa hai cái đỉnh đúng không? Thì cứ mỗi cạnh thì nó sẽ được tính vào hai bậc của hai cái đỉnh mà liên thuộc với nó. Đúng không? Ok, ví dụ như là cái cạnh AB của bạn này này thì khi mà tồn tại một cái cạnh AB này thì nó sẽ làm tăng bậc của đỉnh A và đỉnh B lên mỗi thằng một đơn vị đúng không? Vậy thì cứ mỗi cạnh thì nó sẽ làm tăng cái bậc của đỉnh lên hai đơn vị, thành ra là khi đó cái số lượng cạnh của các bạn ấy nó sẽ bằng 1/2 tổng tất cả các cái bậc của các đỉnh ở trên đồ thị của mình. Ok. Thì đấy là một cái khái niệm nữa nhá, đấy chính là bậc của đỉnh. Nhưng mà chú ý này, cái bậc của đỉnh này chỉ áp dụng đối với cái đồ thị vô hướng thôi. Còn trên đồ thị có hướng thì người ta sẽ phải phân biệt rõ ra đấy là bậc ra hay là bậc vào. Đây bạn sẽ làm quen đến cái bán bậc của đỉnh trên đồ thị có hướng. Đối với đồ thị vô hướng nhé, thì người ta sẽ chỉ quan tâm đến khái niệm là bậc thôi, đúng không? Thế còn trên đồ thị có hướng ấy, thì người ta phải phân biệt rõ ra đấy chính là bán bậc ra hay là bán bậc vào. Ok, đó. Ở đây người ta bán định nghĩa bán bậc ra của đỉnh U ấy. Trên đồ thị ấy, là số cung của đồ thị mà đi ra khỏi đỉnh U, tức là từ đỉnh U mà bạn chạy sang được các cái đỉnh khác ấy, thì người ta gọi là bán bậc ra. Ok, thế còn có các cái đường đi từ các cái đỉnh khác mà đâm vào đỉnh U ấy, người ta gọi là bán bậc vào. Ok, bán bậc ra thì người ta hay ký hiệu là DEG cộng của U, được chưa? Thế còn bán bậc vào thì người ta hay ký hiệu là DEG trừ của U. Ví dụ bạn có một cái đồ thị có hướng như thế này nhá, đấy là A này sang B này, B sang C này, sau đó là A sang D này. Ok, có hướng nhá. Sau đó là từ B sang E chẳng hạn. Đó. Hoặc là từ từ một bạn G nào đó sang bạn A này chẳng hạn. Thì bây giờ bạn có thể tính được bán bậc ra và bán bậc vào của các cái đỉnh. Ví dụ như cái đỉnh A này này, nếu mà muốn tính bán bậc ra của nó ấy, đây này, thì bạn xem là có bao nhiêu cái cung mà đi ra từ đỉnh A. Đấy, thì ở đây có hai cung đi ra từ đỉnh A đúng không? Đấy là AB và AD. Vậy thì bán bậc ra của A nó sẽ là 2. Thế còn bán bậc vào của A ấy, nó các bạn xem có bao nhiêu cung mà nó đâm vào thằng A này này. Đây chỉ có một cung là từ G sang A thôi đúng không? Giờ bán bậc vào, xin lỗi, của A nó sẽ là 1. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây mình đã chú thích các cái bán bậc ra và các cái bán bậc vào của các đỉnh ở trên đồ thị này này. Ví dụ như thằng 3 này này, bạn thấy nó có 3 cung đi ra từ đỉnh A, đấy chính là AD này, AB và AC, thành ra bán bậc ra của đỉnh A nó sẽ là 3. Còn bán bậc vào thì mình không có, bởi vì không có cái đỉnh nào mà nó đi vào đỉnh A cả. Đúng không? Hoặc là thằng C này này là cái thằng mà nó không có cái bán bậc ra, bởi vì nó không có cái cung nào đi ra từ C, nhưng mà nó lại có 3 cái cung đi vào cái đỉnh C. Đây, cung DA, DC này, cung AC và cung BC. Thành ra là cái thằng C này nó có bán bậc vào là 3. Ok, và nó có một cái định lý đấy chính là gì nhỉ? Tổng bán bậc ra này bằng tổng bán bậc vào của các đỉnh, và nó sẽ bằng số cạnh, đúng không? Bởi vì là ví dụ như có cạnh là cạnh AD đúng không? Thì khi đó bạn sẽ tăng cái bán bậc vào của thằng A, xin lỗi, tăng cái bán bậc ra của thằng A lên 1 và tăng cái bán bậc vào của thằng thằng D lên 1, đúng không? Thành ra là cứ một có một cái cung nào đó thì khi đó bạn vừa tăng cái tổng của bán bậc ra lên một đơn vị và tăng tổng của bán bậc vào lên một đơn vị, đúng không? Ok, đó. Thành ra là khi đó cái tổng bán bậc ra và tổng bán bậc vào nó bằng nhau và đúng, và khi đó thì nó bằng luôn cái số cạnh đúng không? Ví dụ như cái đồ thị này nó sẽ có 10 cạnh đó. Bạn có thể thử, ở đây mình đã liệt kê ra tổng các cái bán bậc vào và tổng các bán bậc ra thì của nó sẽ bằng 10. Ok, vậy thì các bạn phải phân biệt rõ nhé, đấy chính là cái khái niệm bậc của đỉnh ấy, thì nó lại phân ra đối với đồ thị vô hướng và đồ thị có hướng. Đồ thị vô hướng thì người ta chỉ quan tâm đến bậc của đỉnh thôi, thế còn đồ thị có hướng ấy, thì người ta phân rõ ra đấy chính là bán bậc ra và bán bậc vào. Ok, bán bậc ra thì ký hiệu là DEG cộng, thì còn bán bậc vào thì ký hiệu là DEG trừ. Thế còn đối với cái đồ thị vô hướng thì người ta chỉ cần ký hiệu là DEG là được. Ok, thì đấy là xong cái khái niệm tiếp theo nhé. Vậy thì đây mình sẽ có một cái khái niệm nữa. Lúc nãy mình học thêm một khái niệm đấy chính là gì nhỉ? Đỉnh kề đúng không? Và cạnh liên thuộc đúng không? Và tiếp theo đấy chính là mình học về bậc của đỉnh. Nhưng mà nhớ bậc của đỉnh thì áp dụng với đồ thị vô hướng. Ok. Thế còn bán bậc của đỉnh thì nó áp dụng với đồ thị có hướng. Ok, trong đó bán bậc của đỉnh thì nó có bán bậc ra và bán bậc vào. Ok, đấy là những cái khái niệm mà bạn đã học từ trước từ đầu đến giờ này. Ok rồi,
Tiếp theo là đường đi nhá. Ok, rất quan trọng đúng không? Trên đô thị thì phải quan trọng cái đường đi. Đấy. Cái đường đi của trên cái đồ thị này thì các bạn có thể hiểu nó là một cái dãy các cái đỉnh mà hoặc là các cái dãy cạnh đúng không? Hoặc là dãy các cạnh cũng được. Trong đó hai đỉnh liên tiếp có cạnh nối. Đó, ví dụ như là bạn đi từ A sang F thì bạn có thể là đi là ADF thì khi đó ADF nó là một đường đi đúng không? Hoặc là ADFH cũng là một đường đi hoặc là ADFG cũng là một đường đi. Nhưng mà ADG thì lại không phải là một đường đi bởi vì giữa đỉnh D với đỉnh G nó không có cạnh nối. Thấy chưa? Đó. Cái đường đi này nó như là trong thực tế của bạn đi giữa các cái thành phố với nhau thôi. Ok, đó. Và người ta có thêm một cái định nghĩa về cái đường đi đơn, đấy chính là các cái đường đi mà trên trên cái các cái đỉnh ở trên cái đường đi đấy nó phân biệt với nhau. Ok. Ví dụ nhá, bạn có thể đi là ADFH này này, nó là một đường đi đơn đấy. Được chưa? Tức là nó trên cái đường đi bốn cái đỉnh ADFH này không có đỉnh nào trùng nhau cả. Được chưa? Nhưng mà cái đỉnh ví dụ như là bạn đi theo cái kiểu đấy là đây mình có liệt kê này A, B, C đúng không? Sau đó là A và D thì nó cũng vẫn là một cái đường đi đúng không? Nhưng mà bạn thấy là trên cái đường đi đấy nó sẽ bị hai cái đỉnh bị trùng lặp ấy, đấy là đỉnh A này này thì nó không còn gọi là đường đi đơn nữa. Ok. Vậy thì đường đi các bạn hiểu đơn giản thôi, nó là một dãy các cái đỉnh hoặc là một dãy các cái cạnh và cái độ dài của cái đường đi ấy, nó chính là cái số cạnh trên cái đường đi đấy. Ví dụ bạn đi từ A này, D này, F này, H này thì cái đường đi này có độ dài là 3 đúng không? Cạnh AD này, cạnh DF và cạnh FH. Ok. Đó. Và chú ý về cái đường đi đơn nhá. Sau khi mà bạn biết cái khái niệm đường đi rồi thì mình sẽ làm quen đến khái niệm nữa chính là khái niệm về chu trình. Ok. Đó. Chu trình ấy nó cũng là một cái đường đi, được chưa? Ok. Gồm các cái cạnh phân biệt nhá. Ở đây là các cái cạnh phải phân biệt với nhau và có đỉnh đầu trùng với đỉnh cuối. Ví dụ ở đây bạn có thể đi theo cái chu trình là A này, B này, C này, A là một chu trình đấy, hoặc là A, B, C, E, D, A cũng là một chu trình. Được chưa? Một cái chu trình đấy chính là cái chu trình mà ở đây mình liệt thiếu mất đỉnh A đấy. Chu trình nó thực ra nó là một cái đường đi mà có đỉnh đầu trùng với đỉnh cuối. Ok, nhưng mà các cái cạnh phải phân biệt với nhau. Ok, đó. A, B, C, A này là một chu trình này, hoặc là A, B, C, E, D, A là một chu trình. Ok, chứ không được ADA đâu nhé. ADA này không phải là một chu trình đâu. Ok, bởi vì là nó bị lặp cạnh ấy. Rồi, tiếp theo là chu trình đơn. Chu trình đơn thì nó tương tự như đường đi đơn ấy. Chu trình thì mình sẽ phải có đỉnh đầu trùng với đỉnh cuối đúng không? Thế còn chu trình đơn ấy, đấy chính là ngoại trừ cái đỉnh đầu và đỉnh cuối trùng nhau thì tất cả các cái đỉnh còn lại nó sẽ không có đỉnh nào giống nhau. Ok. Đó, ví dụ như là cái chu trình ADFA này là một chu trình này. Đúng không? ADFA đi theo chiều này này. Thế còn đây mình liệt kê một cái chu trình nó không đơn DAB CA F sau đó là D thì nó bị trùng mất cái đỉnh A này này. Đấy. Ngoài hai cái đỉnh đầu và đỉnh cuối trùng nhau là đỉnh D ấy, thì nó bị trùng thêm một cái đỉnh nữa là đỉnh A. Thành ra nó là một chu trình nhưng mà nó không phải là chu trình đơn. Ok, nói chung là cái phần mà đường đi với chu trình này nhá thì bạn sẽ có một cái phần riêng về phần chu trình với đường đi. Thành ra cũng chưa cần phải quá bận tâm đến cái thằng này đâu nhá, nếu mà cảm thấy nó hơi khó hiểu một chút cũng không sao cả. Ok. Rồi, vậy thì mình học thêm được hai cái khái niệm nữa đấy chính là gì nhỉ? Đấy chính là đường đi và chu trình. Và cái khái niệm rất là quan trọng cuối cùng ấy, cái này các bạn phải nắm được, đấy chính là cái khái niệm về liên thông. Một cái đồ thị được coi là liên thông ấy nếu mà giữa hai cái đỉnh bất kỳ của đồ thị đấy luôn có đường đi. Đó, ví dụ mình có một cái đồ thị liên thông này. Đây, bạn thấy là bây giờ bạn cứ nhặt cho mình hai cái đỉnh bất kỳ của đồ thị này ra nhưng bạn thấy là nó sẽ luôn luôn có đường đi giữa hai cái thằng này luôn. Ok, ví dụ như là từ A cho tới G bạn có thể đi là ADFG hoặc là từ G tới E thì bạn có thể là đi A, F, D, A, C, E đúng không? Bạn thấy nó tạo thành một cái khối thống nhất đúng không nhỉ? Đấy, thì khi đó cái đồ thị này được coi là đồ thị liên thông. Ok. Thế còn giả sử nhá, mình có một cái đồ thị như thế này này. Ví dụ như là đỉnh 1 này, đỉnh 2 này, đỉnh 3 này và đỉnh 4, thêm một đỉnh nữa là đỉnh 5. Bạn thấy đây là một cái đồ thị liên thông. Đấy, bởi vì bạn luôn tìm được đường đi giữa hai cái đỉnh bất kỳ của đồ thị này. Nhưng mà giả sử nhá, cái đồ thị này nó có thêm một cái đỉnh nữa hoặc là hai đỉnh đi. Ví dụ đỉnh 6 và đỉnh 7 như thế này. Thì đây, cái đồ thị của các bạn như thế này này, đúng không? Nó không còn là liên thông nữa bởi vì bạn không thể tìm được đường đi từ đỉnh 1 cho tới đỉnh 6.
hoặc là từ 1 tới 7, hoặc là từ 2 tới 6, 2 tới 7, hoặc là 4 tới 6, 4 tới 7. Tất cả những cái đỉnh ở trong cái thằng này này, nó sẽ không thể tìm được đường đi sang cái thành phần này. Đúng không? Thành ra cái đồ thị này nó không còn là liên thông nữa. Ok, khái niệm liên thông này rất là dễ hiểu đúng không? Đấy chính là từ một đỉnh có thể đi đến một cái đỉnh bất kỳ khác ở trong đồ thị, thì khi đó nó sẽ là liên thông. Ok, đó. Cứ chọn ra hai đỉnh thì chắc bắt buộc phải có đường đi. Đấy. Hoặc là bạn có thể hiểu nôm na nó tạo thành một cái khối thống nhất liền mạch như thế này, nó không có cái đỉnh nào bơ vơ, hoặc là nó không tạo thành hai cái phần mà đứng riêng biệt như thế này này, hoặc là ba phần hoặc là bốn phần nhá. Nó không tạo thành các cái phần riêng biệt ấy, mà nó tạo thành một cái khối thôi, một khối duy nhất thôi, thì khi đó cái đồ thị của mình nó sẽ liên thông. Ok. Thế còn trong trường hợp cái đồ thị của mình nó không liên thông thì nó sẽ có một cái khái niệm khác, đấy chính là cái thành phần liên thông. Đấy. Bạn thấy đây là một cái đồ thị, ở đây cả cái phần này là một cái đồ thị nhá, để cho cái phần lớn này này. Thì bạn thấy cái đồ thị này nó không liên thông bởi vì các cái đỉnh A, B, C, D, E này bạn không thể tìm đường đến các cái đỉnh F, HG hoặc là đỉnh Y đúng không? Ok, thì khi mà một cái đồ thị nào đó nó không liên thông ấy thì nó sẽ phân rã thành các cái thành phần liên thông. Đấy, và có một cái bài toán đấy chính là bạn phải đếm xem cái đồ thị này nó có bao nhiêu thành phần liên thông. Thì ở trong cái ví dụ này này thì bạn thấy là cái đồ thị này nó có 3 thành phần liên thông đúng không? Mình chú thích component 1 này, component 2 và component 3. Ok. Và có một cái chú ý nhá, đấy là một cái đỉnh đứng một mình ấy nó cũng được coi là một thành phần liên thông đấy, chứ không phải nhất thiết là phải có cạnh đâu nhá. Ok, ví dụ như này. 1 này, 2 này và 3 đúng không? Ok, thêm một cái đỉnh nữa là 4 này. Thành phần thứ hai là 5, 6 này. Thành phần thứ ba là 7, 8, 9 chẳng hạn. Ok, và thành phần thứ tư thì là 10. Đấy, thì bây giờ cái đồ thị của bạn nó sẽ có 4 thành phần liên thông. Đây, thành phần liên thông thứ nhất đây. Chính là cái phần này này, cái mạch này này. Phần liên thông thứ hai đây. Thành phần liên thông thứ ba đây. Ok, và thành phần liên thông thứ tư đây. Đấy. Bạn thấy là gì nhỉ? Một đỉnh đứng độc lập, đứng cô lập như thế này nó cũng được coi là một thành phần liên thông nhá. Ok, đó. Vậy thì người ta sẽ có một cái bài toán đấy là yêu cầu bạn đếm xem là cái đồ thị này nó có mấy thành phần liên thông. Thì câu trả lời đồ thị này có 4 thành phần liên thông. Và đương nhiên nhé, đấy chính là trong trường hợp mà cái đồ thị liên thông của mình, à đồ thị của mình nó có một thành phần liên thông ấy, thì nó sẽ là liên thông, đồ thị đấy được coi là liên thông, đúng không? Bởi vì đồ thị liên thông thì nó chỉ có một thành phần liên thông thôi mà. Ok. Và chú ý là cái khái niệm về liên thông và thành phần liên thông này nó chỉ tồn tại trên đồ thị có hướng, à vô hướng thôi nhé. Ok, đó, chú ý. Vậy tiếp theo mình khái niệm đấy chính là liên thông và thành phần liên thông. Thì cái thằng này nó sẽ áp dụng với đồ thị vô hướng. Ok. Thế còn sang cái đồ thị có hướng thì nó sẽ có một cái khái niệm khác. Đấy chính là cái khái niệm là liên thông mạnh. Ok, liên thông mạnh. Liên thông mạnh là gì? Đấy là cái đồ thị có hướng nhá. Hai cái khái niệm ở trên ấy, đấy chính là liên thông và thành phần liên thông ấy, thì nó liên quan đến đồ thị vô hướng. Thế còn liên thông mạnh ấy, thì nó lại liên quan đến một cái khái niệm của đồ thị có hướng cơ, nó áp dụng trên đồ thị có hướng cơ. Thì tương tự như với cái khái niệm về liên thông, đấy là liên thông mạnh ấy, là đồ thị có hướng mà giữa hai đỉnh bất kỳ của cái đồ thị đấy luôn có đường đi. Ok, ví dụ bạn nhìn thấy cái đồ thị G1 này này, bạn thấy là giữa hai cái đỉnh bất kỳ của nó luôn có đường đi. Ví dụ nhé, bạn đi từ A sang E ấy, thì bạn có thể đi là A, D, E. Hoặc bạn cũng có thể đi từ E sang A bằng cách là đi từ E này, C này, B này, A. Hoặc là A sang B thì bạn có thể đi là A, C, B. Từ B sang A thì bạn có thể đi trực tiếp B sang A. Bạn thấy là giữa hai đỉnh bất kỳ nó luôn có đường đi. Nhưng mà đối với đồ thị có hướng thì người ta gọi là liên thông mạnh. Ok, và nó sẽ có một cái bài toán để kiểm tra một cái đồ thị có liên thông mạnh hay không. Ok, có thuật toán và các bạn sẽ học cái đấy sau nhé. Thế còn cái khái niệm thứ hai là khái niệm liên thông yếu. Cái khái niệm liên thông yếu này này thì khi mà một cái đồ thị có hướng nhá, mà bạn bỏ hết cái hướng đi ấy, bạn bỏ hết cái cung đi ấy, tức là bạn coi nó thành các cái đồ thị mà nó không có cung hướng nữa ấy, thì nó trở thành một cái đồ thị người ta gọi đồ thị vô hướng tương ứng. Đấy, ví dụ như này, bạn có một cái đồ thị là A này sang B này, sau đó là sang B này, sau đó là B sang C này, sau đó là B sang D này. Ok, sau đó là C sang E. Đấy, giả sử như thế này và bạn cho các cái hướng vào đúng không? Thì nó là đồ thị vô có hướng đúng không? Được chưa? Nhưng mà nếu mà bạn bỏ hết các cái hướng đi ấy, thì nó tạo thành một cái đồ thị người ta gọi là đồ thị vô hướng tương ứng với cái đồ thị có hướng đấy. Đây nó chính là cái đồ thị này. Đây chính là cái đồ thị vô hướng tương ứng với cái đồ thị có hướng mà mình vừa vẽ rồi.
Ok, và trong trường hợp cái đồ thị vô hướng tương ứng này này nó mà liên thông, thấy chưa, thì người ta coi cái đồ thị có hướng lúc nãy ấy, là liên thông yếu. Ok đấy, và tất nhiên là đồ thị đã liên thông mạnh thì nó sẽ là liên thông yếu, được không nhỉ? Đấy, chú ý như thế nhá. Cái thằng đồ thị liên thông yếu này thì chưa chắc nó đã là liên thông mạnh, nhưng mà liên thông mạnh nó sẽ là liên thông yếu đấy. Ok, đó. Vậy thì bạn biết thêm hai cái khái niệm nữa, đấy chính là liên thông yếu và liên thông mạnh. Ok, thằng này áp dụng với đồ thị có hướng nhé. Đấy, vậy là đã xong những cái kiến thức cơ bản mà các bạn cần phải nắm ở trên đồ thị. Nhìn chung thì nó còn tương đối là nhiều lý thuyết về các cái dạng đồ thị, rồi là đỉnh trụ cạnh cầu, rồi là các cái loại chu trình, vân vân và vân vân. Nhưng mà nếu mà cung cấp bây giờ các bạn chưa áp dụng được thì các bạn sẽ quên rất là nhanh thôi. Thành ra các bạn chỉ cần nắm những cái kiến thức này là các bạn có thể đủ để học những cái thuật toán tiếp theo rồi. Sau đó thì cứ đến phần nào thì mình sẽ lại bổ sung thêm cái kiến thức cần thiết ở phần đó. Vậy thì cái ở trong cái này các bạn có một vài cái cần phải chú ý, đấy chính là cái khái niệm về liên thông và thành phần liên thông nhá, là các cái khái niệm mà bạn cần phải nắm vững. Tất nhiên là các cái khái niệm cơ bản ở trên này thì nó dễ rồi. Còn bậc của đỉnh với bán bậc của đỉnh thì mình cũng sẽ có những cái bài toán liên quan thì mình cũng sẽ nhắc lại thôi. Ok. Mà chỗ này nó có một cái phần nó cần quan trọng, đấy chính là cái phần mà liên thông với thành phần liên thông và liên thông mạnh, liên thông yếu này là các bạn cần phải nắm được. Ok. Mình có thể để cái slide ở dưới thì các bạn có thể đọc lại và nghiên cứu thêm về cái phần lý thuyết cơ bản này nhá. Ok.